Anh có rõ không mấy bạn? Có rõ không mấy bạn? Comment giùm có rõ không mấy bạn? Không rõ tắt wifi chơi 4G cho nó sốc. Nghe. Không biết có rõ không? Không rõ tắt wifi chơi 4G cho nó sốc. Nghe. Đẹp trai đấy anh, cảm ơn em. Rồi rõ là vui rồi, các bạn nói rõ là mình vui rồi. Mà chỉ sợ chút nhiều người vô quá nó không rõ. Bởi giờ livestream này nó hên xui quá à. Đang uống casin mà. Casin ngủ. Chứ nghe đồn mà có vụ mà 8.000 Việt Kiều bị trục xuất. Nghe thì nó cũng thôi chảnh lòng thiệt. Hết Mỹ giờ nó khôn quá. Trục xuất, nó trục xuất nhiều. Vào chủ đề chính đi anh ơi. Chủ đề chính là chủ đề gì nhé? Tám ngàn Việt Kiều Mỹ về nước, trong đó chắc phải chửi nhà nước. Thì cái anh nghĩ là cái số mà chửi nhà nước chắc cũng đông quá chứ mít đâu. Tại nó khổ vậy mà. Ví dụ bây giờ bạn đi qua bên Mỹ á, bạn sống ở trong cộng đồng hải ngoại mà bạn không chửi nhà nước thì bạn sống không được. Khổ vậy. Nên bạn thấy nhiều khi có những cái Việt Kiều á, người ta lên tiếng nói mà cái chính kiến mà tương đối nó khác một chút xíu thôi. So với cộng đồng bên hải ngoại thì bạn thấy bên đó là ta khó sống rồi. Nói chung là nó phức tạp lắm. Phức tạp lắm. Với phần là 8.000 người này á, theo nhìn biết á, là chưa có quốc tịch, mà hình như cũng chưa có thẻ xanh, bị tước thẻ xanh hay là chưa có thẻ xanh gì đó. Nói chung cái dạng là ở lậu quá bạn, ở lậu nên Mỹ nó trục xuất. Vậy quốc hội Mỹ duyệt không có tới quốc hội, hình như là cái bang nó duyệt các bạn. Cái bang hay cái tòa án liên bang gì, nói chung là hai bên những mâu thuẫn vụ gì đó. Nhưng mà những người này hình như là có tên, có tên nằm ở trong cái danh sách chờ trục xuất. Thứ nhất là bị tội phạm á bạn, phạm tội ở tù ra, ở tù ra rồi không có thẻ xanh, không có quốc tịch, nó liệt vô cái danh sách gọi là danh sách blacklist, danh sách đen. Hình như Mỹ cũng loại luôn những ai thuộc đảng đi, đúng không anh? Đảng đi là đảng gì em? Nếu mà quan trọng người Việt Nam không nhận thì đó mới đen. Việt Nam không nhận, từ chối luôn. Cancel, deny, từ chối. Bởi vậy các bạn, nhiều khi các bạn đi nước ngoài thì cũng phải cẩn thận chứ không thì không có đường lui mà, đời nó khổ vậy chứ. Bởi vì nó nói Việt Nam này có còn tình còn cảm mà, có rau ăn rau, có muối ăn muối, mà có cháo ăn cháo, mà có cá ăn cá, nó mới gọi là hai chữ đồng bào, hiểu không? Không có nhận 8.000 ông đâu, không có nhận. Em đang hỏi nếu Mỹ trục xuất về Việt Nam không nhận thì họ ở đâu? Họ bên Mỹ. Việt Nam mình cương quyết không nhận thì họ sẽ ở bên Mỹ, chắc chắn đó. Nhưng mà cái cuộc sống của họ bên Mỹ á, nó không còn là cuộc sống của công dân bình thường. Có thể là nó bị thiếu những cái an sinh, nó thiếu những cái quyền lợi đó, thiếu đi cái quyền lợi về lao động, thiếu đi những quyền lợi về trợ cấp, thiếu đi quyền lợi về cuộc sống, nhiều cái lắm. Nhưng mà nói vậy thôi, nhiều khi mà giữa chính phủ hai bên làm việc với nhau, đưa ra cái deal mấy em. Đưa ra cái deal. Cái deal là cái gì? Là cái thương lượng á. Giống như giờ dù như Facebook nói là thôi giờ tao qua nước mà tao đầu tư bao nhiêu triệu mà nhận tao 8 này đi. Cái nhà nước mình cảm thấy ok hợp lý, rồi nhận 8 này về luôn. Facebook qua đầu tư. Đó. Cái đó là cái deal nha.
Chắc tại Việt Nam nói, chắc tại Việt Nam nói là làm riết nước ngoài người ta ngại. Họ tự giác về thì sao anh? Ủa Việt Nam không cho nhập cảnh thì làm gì nhau em? Hả? Sao tự giác về được? Bơi về à? Bơi về hả? Qua sau năm 1995 mới nhận anh ơi. Thì cái đó là chỉ là một thông tin thôi, nhưng mà anh nghĩ trong đó chắc là còn nhiều cái nè. Đúng như em nói là qua qua sau 1995 là chỉ là một trong những cái điều kiện để xét thôi. Nhưng mà rủi trong 95 rồi có những cái tội khác người ta xét nữa chứ. Đâu phải cứ qua sau năm 95 là được nhận về đâu. Anh ơi, làm sao để bớt ngưỡng mộ anh và lóc anh đi em. Đu càng về đi anh. Em nói cái chữ đu càng không có đúng em. Đúng không? Ngày xưa ví dụ như đu càng là đu càng từ cái từ từ máy bay đi ra tàu thôi. Chứ làm gì có chuyện mà đu càng từ cái máy bay Việt Nam mà bay qua tới bên Mỹ luôn hả? Sao bay nổi? Ghim mà thức khuya như anh sao tốt được. Vậy mà anh vẫn tốt. Vậy mà anh vẫn tốt nha. Sao bị trục xuất vậy anh? Phạm tội không có quốc tịch em. Anh ngủ muộn vậy không sợ yếu sinh lý à anh? Em trai em gái vậy? Con gái vô đây em cho thử sinh lý nè. Anh nghĩ sao về việc Mỹ quăng bom Nga ở Syria? Mỹ quăng bom Nga ở Syria là sao nó không hiểu. Nước mình không nên nhận, mệt mỏi với ông bà lắm. Đúng rồi. Mọi người ở Việt Nam đừng mê đi nước ngoài nữa. Ở Việt Nam beautiful country. Gì từ lưa với anh việc gì. Nói chung thì đi đi nước ngoài hay không đi nước ngoài thì người ta suy nghĩ kỹ, người ta quyết định mới ok. Người ta cảm thấy đi đi nước ngoài vì một cái lý do nào đó mà nó hợp lý. Còn mà đi vì lý do ảo tưởng á, thì đi đâu cũng vậy thôi. Anh thấy C200 sao anh? Nói chung mẹt là ok em. Ý em là tác chiến Nga ở Syria mang tùm lum bom Mỹ, là thằng Mỹ mang hay thằng Nga mang? Dù sao cũng là người Việt nên cho họ đường lui. Giờ ok, bạn nói câu này đúng không? Rồi, bây giờ nhà bạn nhận được nhiêu người? Đúng không? Bây giờ bạn Trần Hoàng Vũ bạn nói là dù sao cũng là người Việt nên cho họ đường lui. Rồi bây giờ nhà bạn nhận được nhiêu người? Ví dụ nhà bạn có 10 nhân khẩu, bạn nhận được 5 người không? Bạn nhận được 5 người không? Bây giờ 5 người đó vô nhà bạn ăn nhờ ở đậu nha. Người ta làm gì được người ta làm, ta không làm được gì thôi đừng ép nha. Bạn chịu không? Hả? Chịu không bạn? Chứ anh là anh thấy không được rồi đó. Anh là anh thấy cần phải có cống hiến. Chứ còn không có lao động, không có đóng góp gì trên mà tối ngày rảnh lập hội này rồi hội kia không lo lao động là anh không có chịu rồi. Anh thích du học quốc gia nào? Nói chung bây giờ anh lớn anh không cần du học quốc gia nào á, anh chỉ cần học ở trường đời thôi. Cái đó là cái trường khó học nhất. Tư duy khá đẹp pro. Cho về để mà loạn ngà. Nói chung mà 8.000 người thì chưa đủ loạn. Anh khẳng định với bạn luôn, chỉ có 8.000 người thì chưa đủ loạn. Nhưng mà chỉ có điều là hao gạo một chút thôi. Du lịch chị cũng không thích đi, nói chỉ định cư. Du lịch ở Việt Nam còn nhiều chỗ rồi hả chị hen? Không biết có tên Lisa Phạm không mọi người? Cái này thì mình không biết mà. Ủa anh còn ở Sài Gòn hả? Nãy giờ tưởng về miền Tây chơi rồi.
Việt Nam giờ xuất khẩu nhà hoạt động tự do, nhận về chi nữa? Họ về, họ lao động chân chính thì sao ạ? À? Nằm mơ hả em? Anh không tin rằng họ về họ lao động chân chính. Một cái nước Mỹ tốt như vậy mà họ không lao động chân chính để họ bị đuổi về, thì ở một cái đất nước Việt Nam nó cùi bắp hơn rất nhiều so với Mỹ. Nếu mà xét về tiền thì bạn nghĩ có lao động chân chính không? Ừ? Bạn suy nghĩ có không? Anh không lạc quan được như bạn đâu. Thí dụ như bên Mỹ, bạn mua bảo hiểm, bạn vô bệnh viện mà được khám tốt, bạn được học hành tốt, riêng cái giáo dục và cái y tế và cái phúc lợi xã hội là nó ăn đứt Việt Nam. Mà tụi nó còn chưa chịu lao động nghiêm túc nữa, đúng không? Thì về Việt Nam coi, đậu xanh rau má, bệnh viện thấy ghê, đậu xanh rau má, trường học thấy gớm, đậu xanh rau má, không có tiền trợ cấp $800 một tháng, ví dụ vậy. Đó. Thì bạn nghĩ coi nó làm gì giờ? Không lẽ nó chịu đi lao động à? Khó lắm. Khó lắm, không khả thi mà. Em thấy Việt Kiều Mỹ nhiều ông giàu và giỏi nữa. Đúng, đồng ý. Việt Kiều Mỹ có những ông giỏi và giàu, nhưng Việt Nam mình giỏi và giàu hơn rất nhiều. Anh khẳng định. Đúng không? Nhưng mà anh bảo đảm em, những ông Việt Kiều Mỹ mà giỏi và giàu không nằm trong số 8.000 đó. Hai vấn đề nha. Mỹ mà nhận thêm 8.000 người trục xuất này, Việt Nam mà nhận thêm 8.000 người trục xuất này, chắc Mỹ nó còn trục xuất thêm nữa nhỉ? Có thể em. Tư duy của em ok đó. Nha, có thể đó. Xe của Duy lắp ráp trong nước. Nói chung Duy hai chiếc. Một chiếc lắp ráp trong nước, một chiếc nhập thịt từ Đức nha. Chiếc 2 tỷ 7 là lắp ráp trong nước, còn chiếc 7 tỷ là nhập từ Đức. Lisa Phạm là cô gái ủng hộ cờ ba sọc Á. Anh không biết Lisa Phạm thì anh biết, còn cái chuyện là cô gái anh không biết. Kim Ti Hung hả? Kim Ti Hung này mới vô nghề hả em? Hả? Kim Ti Hung này mới vô nghề nè. Xe nhập chỉ khác ở nhân công, chứ phụ tùng thì như nhau phải không anh? Thì phụ tùng là như nhau, nhưng mà nó khác ở nhân công rồi nó khác ở nhà máy nữa em. Anh Duy nói đúng chứ bộ. Vậy thì anh nghĩ nhà nước nên làm gì để xử lý những người lười nhác cả Việt Kiều lẫn gốc? Nếu mà giờ Việt Kiều thì mình không có xử lý được nha. Còn nếu mà những người ở trong nước mà gọi là lười nhác thì tự họ sẽ bị cái xã hội nó phản ánh bằng cuộc sống nghèo khổ, đúng không? Bằng cái tầng lớp mà xã hội nó không coi trọng cho lắm. Chứ còn nhà nước sao can thiệp được cái chuyện đó? Anh cũng biết sao nhà nước can thiệp được cái chuyện mà giờ nó lười nhác nữa, đúng không? Bây giờ nó lười nhác chứ nó đâu có phạm tội đâu. Nó lười thì nó nghèo thôi, chừng nào nó phạm tội mình mới xúc nó được. Rồi bạn Tâm Võ gửi link đi kìa, nhiều người muốn biết kìa. Bây giờ đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, cái đó là bạn suy nghĩ lạc quan thôi bạn. Bạn suy nghĩ lạc quan thôi, nhưng mà Duy không nói không suy nghĩ lạc quan được như bạn. Duy không suy nghĩ lạc quan được như bạn. Căn bản cả một nước Mỹ tốt như thế mà nó còn chả nên cơm nên cháo gì, thì bây giờ về cái nước Việt Nam nó thấp hơn rất là nhiều, thì nó còn tệ hại hơn chắc chắn. Còn bây giờ người Việt Nam trong nước á, làm biếng còn quá cha, nghèo đói đổ thừa còn đóng, thì hy vọng chi người hải ngoại. Anh biết danh hài Vượng Râu không? Không. Anh biết Phạm Nhật Vượng không em?
Em nghĩ Mỹ nó có trả về không? Mỹ thì trả là trả, mà Việt Nam mình không nhận thì làm gì nhau chị? Đúng không? Cái quan trọng là phía Việt Nam mình nè. Việt Nam mình không nhận là Mỹ nó phải nhận. Tại vì Mỹ bây giờ nó mất xương rồi. Đúng không? Cái cục xương này á, nó đang ngậm trong miệng của nó. Mà nó muốn chuyển cục xương này qua cái miệng của người khác á, thì phải cho người khác một cái quyền lợi nào đó. Bằng những cái hợp đồng kinh tế chẳng hạn thì quá mái. Chứ kêu nhận không, ai ngu gì nhận trời. Nếu mà Việt Nam không nhận thì Mỹ nó cũng chả đuổi được. Đuổi đi đâu? Đúng không? Đuổi đi đâu? Vậy thì tại sao ngày xưa anh cho người ta vào? Đúng không? Vậy thì Mỹ nó lỗi là anh ơi. Vậy thì tôi hỏi Mỹ á, tại sao ngày xưa anh cho người ta vào? Đúng không? Còn nếu mà anh nói á, người ta đi vượt biên lậu vô nước của anh không biết á, là do anh quản lý yếu kém, thì bây giờ anh phải chịu hậu quả. Vậy thôi. Mấy bạn ở bên Mỹ đi nha. Không, thấy cãi lộn gì, cãi vô ok không? Nói bạn khách quan á, Duy Nguyễn cãi vậy đó. Giờ bạn đuổi kiểu gì? Đúng không? Nếu mà bạn cố đuổi, bạn đẩy người ta lên vé máy bay, xong bạn chở người ta đi về một nơi xa xăm. Tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc Human Rights Watch ở đâu? Đó. Lúc này là các bạn dân chủ ở trong nước sẽ có cơ hội kiếm tiền nè. Đó. Lúc đó là phóng viên không biên giới chuẩn bị đăng tin nè. Các nghệ sĩ hải ngoại cũng về Việt Nam gần hết rồi anh ơi. Ừ, cái này anh biết em. Đúng không? Chị nghi Việt Nam sợ sẽ nhận lại không em? Em tin rằng nhà nước mình đủ tỉnh táo. Nếu mà em là nhà nước Việt Nam á, thì em sẽ nhận lại. Với điều kiện Mỹ nó phải cho em vài tỷ đô em mới nhận, chứ không có gây em muốn nhận đâu. Em sẽ đem cái lá bài của Facebook ra em nói. Bây giờ Facebook mày đặt server ở Việt Nam đi. Mày đặt cơ quan đại diện Việt Nam, mày dừng YouTube hai thằng đặt ở Việt Nam đi. Mình nhận 8 người này, 8.000 người này. Phe không bạn, quề không, công bằng không? Vậy mới được. Gì? Lúc nó Mỹ nói Việt Nam không nhận, đưa tàu chiến sang phóng tên lửa. Chơi luôn, chơi lớn chứ luôn hả? Ê, cái này là chĩa súng vô đầu bắt nhận rồi nè. Cái này là nước cờ khác, phải tính lại nha. Tin này lâu chưa anh? Mới em. Tin này nó có lâu rồi mà như anh nghe anh thống thoáng đồn á, là bên cái bang Cali người ta bao che. Xong rồi cái hình như là xong rồi cái liên bang của Mỹ là cái sở tư pháp, cái sở tư pháp không ta? Sở tư pháp hay là cái sở di trú gì đó. Biết sao đó, nó phát hiện được cái này. Đó, xong rồi nó của cái bang Cali nó mâu thuẫn với cái liên bang của Hoa Kỳ. Giờ nó kiện nhau hay gì đó. Vụ này mấy bạn nào bên Mỹ thì bạn biết nghe. Nếu Facebook đặt tại Việt Nam thì mình có đánh được thuế nó không anh? Đánh xong đánh. Không, mà Facebook đánh thuế làm gì? Thứ nhất á, là mình đánh thuế quảng cáo của nó. Thứ hai nó đánh thuế bán hàng của mấy ông nội bán hàng kìa. Mấy ông nhỏ bán mỹ phẩm mà nó đăng lên nó bán kem trộn á. Còn hình như bây giờ là quảng cáo của YouTube là có đánh thuế được một chút, chứ chưa được nhiều. Anh có dự định mua xe hơi của Vingroup không? Có em. Khuya rồi mấy em trao đổi vấn đề nhanh nhanh đi mấy em, đi ngủ mấy em. Tiêu chuẩn đánh giá người tạo ra gánh nặng cho quốc gia là gì ạ? Người nghèo em. Đơn giản thôi, gì đâu. Không đóng thuế là gánh nặng rồi đó. Không cần phải suy nghĩ gì dài dòng. Không cần phải phát minh ra cái này, phát minh ra cái kia. Không cần phải ghê gớm lắm. Đóng đủ thuế đi cái đã. Việt Nam có chính sách nhân đạo. Đúng. Duy ơi, theo mình bọn này nên đưa đi chăn kiến. Công việc nhẹ ngày ba bữa. Thôi vậy nuôi cá sấu đi, được không? Chăn kiến là nghề gì thấy nó không phổ biến lắm.
Nếu được cả Face lẫn YouTube qua Việt Nam, thuế sẽ ngon, chấp nhận tạm 8.000 người đó. Được, đúng không bạn? Thì có cái kèo chứ. Phải có cái kèo đó. Duy ơi, cho chị lên nói vài tiếng. Chị không viết được nhiều chữ tiếng Việt. Rồi, chị cho chị lên, chị nói vài tiếng thôi nha chị. Khuya rồi, không có nói dài nha. Chị ok đi, em mời chị lên. Ngắn gọn thôi nha chị. Việt Nam khuya rồi. Mỹ đánh Syria nghe lâu rồi. Nghe ba bữa rồi. Mà nó chưa dám xì hơi phát nào hết trơn. Nó quăng bom ghê quá. Làm dịch vụ không tạo ra giá trị vật chất, có giúp kinh tế phát triển không anh? Có chứ em. Chào Duy, 8.000 người là nhiều. Sao anh không nghe đài Mỹ đá động gì hết, cho ý kiến. Em cũng nghe đài Mỹ đá động nữa bạn. Ủa anh, em nghe mấy cái đài gì á? Một số đài bên hải ngoại, trong đó có đài phố Bonsai TV nó nói thôi. Chứ còn chắc chuyện này nhỏ quá, đài Mỹ nó không thèm đăng tin anh. Anh ở bên Mỹ anh hỏi ngược lại em thua luôn á. Cái này là em phải hỏi anh nè. Rồi, cho cái chị gì lên cái kìa. Ủa nó mất tiêu rồi. Sao nãy mới thấy chị xin lên, chị đâu mất rồi. Việt Nam đòi mấy lần đòi Facebook đặt máy chủ ở Việt Nam, Facebook nó không chịu. Tại sao nó không chịu vậy anh? Nó sợ tốn tiền em ơi. Tại đặt ở Việt Nam nó tốn tiền. Tự nhiên nó tốn cơ quan đại diện, nó tốn tiền thuê người, nó tốn tiền server, từ lưa hết, nó tốn tiền thôi. Xong rồi bên kênh Phố Tosa Bosa TV có phỏng vấn cái anh gì bị ở tù ra rồi xong bị xã hội kỳ thị đó. Rồi bây giờ anh chán quá, anh không đi làm, anh thành lập cái hiệp hội gì đó. Cái hiệp hội gì mà kêu là bảo vệ những người tù sau khi mãn hạn tù đó. Nói chung đặt trụ sở ở Việt Nam mình có nhiều cái lợi bạn ơi. Thứ nhất là tốc độ đường truyền nhanh là anh thích rồi đó. Đúng không? Thích nhất là tốc độ đường truyền nhanh. Rồi chị gì kia đâu rồi, chị không lên đi. Phố Bonsa toàn đăng từ những nơi phản động nhiều. Thì bây giờ bên Mỹ á, bên Mỹ mà đài hải ngoại có cái đài đó nó bự nhất chứ đâu còn đài nào nữa đâu. Mấy đài kia xàm xàm yếu xịu. Toàn tin vịt không hà riết chán. Bởi em nghĩ cái đó không vịt đâu anh. Em nghĩ cái tin đó là có chứ không vịt đâu. Có thể em chưa biết thôi chứ tin đó em nghĩ không vịt đâu anh. Đài Á Châu Tự Do đưa tin đại sứ test từ chức vì 8.000 người này. Bảo vệ không được hay từ chức chị? Bảo vệ không được hay sao từ chức anh? Chị không thấy em nói chi. Rồi chị lên chị nói về vấn đề gì thì mời chị thôi. Rồi chị nói đi. Được á. Chào chị. Em à, chị chào em. Để chị mở nhỏ hay lớn thôi. Xin lỗi em, chị nghe 2-3 ngày nay bắt 3 ngày chị thấy em mở lên rồi nói nhiều cái, chị thấy hấp dẫn. Tại vì trẻ giống như tụi em rất tốt cho Việt Nam. Chị theo dõi kinh tế Việt Nam với chính trị Việt Nam được 3-4 năm rồi. Nhưng mà nhiều thứ chị không hiểu rõ cách sống người Việt Nam á. Tại vì chị đi lâu lắm rồi chị không nhớ, kiểu như là không nhớ hết lịch sử với không nhớ những cái gì tất cả toàn bộ ở Việt Nam hết. Cho nên là chị muốn tìm hiểu để chị có thể gì về Việt Nam lại sống được không á. Kiểu như mình có thể hợp những cái người tánh tình với người Việt Nam, người cuộc sống rồi đủ kiểu hết. Rồi cái chị về hai lần về Việt Nam hai lần. Nhưng mà thời tiết chị không chịu nổi. Nóng thứ hai, nóng quá chị không nổi. Với chị thấy kinh tế còn yếu quá đó. Chị sợ mấy đứa con chị không hợp cho trường học á. Cho nên là chị không có về rồi. Chứ chị kêu chồng chị sợ Việt Nam quá.
không dám về, cho nên là chị cũng ráng tìm cỡ sau này đợi mấy đứa nhỏ học lớn học cao rồi đó, rồi mình có thể bỏ tụi nó ở nước ngoài rồi mình có chạy đi trở về Việt Nam sống. Cái mơ của chị từ hồi nhỏ, từ lúc mà chị rời khỏi Việt Nam lúc là chị 10 11 tuổi gì đó, là một ngày nào chị về Việt Nam chị mở một cái chợ trường học để cho tụi trẻ. Cái mơ chị là chị cứ mơ hoài mà chị nói ngày một ngày chị trở về đó, chị thấy tụi em vậy là mỗi lần chị thấy Việt Nam á chị buồn mà chị tội cho cái nước của mình á, mỗi lần mình nghĩ tới là chị muốn khóc, có khóc cho Việt Nam mình. Mà ở Mỹ á, em chị thấy người nhiều người Mỹ á, người ta nói không đúng, người ta nghĩ cái kiểu Việt Nam mình không đúng. Chị nói chị cũng chị thương Việt Nam á. Chị đi hồi lúc nhỏ, chị đi lâu lắm rồi, chị đi Ủa giờ lâu chị rồi. đang ở đâu? Bây giờ Chị chị đang ở nước ở nào? đúng đúng là chị ở Pháp, nhưng mà hiện Dạ. tại bây giờ chị đang nước ở nước Áo, tại vì chị về đi qua Áo chị ở được được gần gần 3 năm rồi, Dạ. gần 3 năm. Hồi xưa thì chị ở nước Áo, xong rồi chị chồng chị chán nước nước Pháp hoài, chồng chị muốn đi chỗ khác á, Tại đi sao chán chị? chán kiểu như là cái thời mà 4 năm gì 3 năm gì trước, tổng thống Hollande đó, François Hollande đó, kiểu như là chăm sóc nước Pháp hơi hơi yếu một chút xíu, cho nên là chính kiểu như kinh doanh này nọ kiểu như là nó không được tốt mấy, cho nên những người ai mà đi kiểu như là kiểu gì cái lương của người ta hơi chính giữa hoặc không giàu không nghèo á, chả thế nhiều quá mình chịu không nổi, mình sống mình giống như mình người nghèo vậy đó. Mình lương của mình là mình lương của mình cao nhưng mà mình sống không nổi, còn những người nghèo thì sống sống như giàu, giống như mấy người mà kiểu Tức như tức là có là tiền lương. thuế thuế của chị để nuôi những người nghèo hơn. Đúng rồi đó, đúng rồi, cho nên là giống như là mình thế của chính giữa đó, kia bằng nằm chính giữa đó, những không Rồi, giàu em hiểu không rồi. nghèo đó. Chính giữa giống Việt Nam mình á, chính giữa thường thường chính giữa nó ép dữ lắm, từ trên xuống dưới kiểu như là trên nó không trả thuế mà dưới nó cũng không trả thuế, chính giữa chỉ trả thôi, tại vì nó theo phương pháp nó theo từ từ nước từ một nước hai, nó kêu từ nước một số 1 số 2. Lúc thời đó ép nhiều quá rồi cái mình tìm việc á, cái nó cứ suốt ngày cái nó nói là lương mình cao quá, nó không nhận, nó nhận người trẻ, người thời đó trẻ. Thì ở bên thuế chứ, ở thuế bên Pháp chị ở đó thì cái mức mà phải đóng cao nhất là bao nhiêu phần trăm trên thu nhập chị? Tùy em như tỷ, từ bắt đầu 4.000 á, nếu mà mình lên 4.000 thì mình trả khoảng chừng 50%, nếu mà 5% á thì không đúng, nhưng mà nói 5% á thì không đúng mấy, nhưng mà mình tổng cộng lại á, là tổng cộng mình trả toàn bộ những cái gì mà mình không được lời, cứ như là nói là nguyên năm thì mình nói nguyên năm thì chín năm Dạ hơn nguyên năm năm. chục nguyên năm thì 52%, từ 52 cho 54. Dạ Còn cao nếu quá chị nha. cái đó là chính Cao quá. giữa, còn những người nào cao nữa thì 6 7 ngàn á, thì người ta trả khoảng chừng 65 70, tùy theo kiểu như cái gia đình á, tại nó tính theo gia đình, nó tính theo con cái rồi tính nhiều lắm, không phải là độc thân. Nếu mà mình tính độc thân không thì mình khoảng trả khoảng chừng 60 65. Cao quá. Cao quá, cao, nước Pháp trả thuế cao lắm, không ai biết đâu, nhưng mà những người nào mà người ta lương cao người ta mới hiểu được, những người nào mà dưới 3.000 á người ta không hiểu đâu, nói người ta không tin đâu. Nhưng mà kệ đó, cái đó là chuyện, đó là cái chuyện hiểu biết mọi người, cho nên mình không có trách ai hết. Cái đó là luật lệ, mỗi năm mỗi tháng nó thay đổi nhiều lắm, nhiều khi mình nói hôm nay ngày mai nó có thay đổi mình không biết á, cho nên là cái đó là mình không trách ai đó. Nhưng mà những người trả người ta mới biết được, không trả không biết, giống như ở Việt Nam đó, Đúng rồi. ở Việt Nam sống không thấy không biết không hiểu không nói được, cho nên là cứ 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 đứng thừa cứ nói bậy, nghe người này nói nghe người kia nói, người ta nói một một người nói nó không đúng đâu, nhiều người nói nó cũng không thể đúng nữa, chừng nào tự mắt mình nhìn mình mới biết được. Cho nên là chị thấy những người ở Mỹ, chị nói người Mỹ người ta sẽ chửi chị, nhưng mà chị chấp nhận người ta chửi chị, người ta chửi đúng không đúng cũng không sao hết, miễn mình nói ra để cho mình cho người Việt Nam hiểu biết một chút xíu là chị đi về đi Việt Nam từ hồi lúc chị còn nhỏ, từ lúc chị 11 tuổi chị qua bên Pháp là người Pháp nó nhận chị, nó bảo lãnh cho gia đình chị qua luôn, nhưng mà chị mỗi lần chị nói gia đình chị đừng đi nước nước ngoài, ở Việt Nam đi làm gì làm, nước ngoài nước Việt Nam mình tuy nghèo tuy đói
Nhưng mà có một cái là mình không bao giờ có được những người đi khác, là cái nước của mình, là mình đẻ ở đâu mình ở đó, mình chết chỗ nào mình về đó, là mình Đúng nhờ rồi cái đó. Nếu mà mình lỡ mình chết nước ngoài mình buồn lắm, mình chết mình chị. không về nước mình. Chị hồi lúc mà chị ở còn Việt Nam, chị nhà gia đình chị nghèo lắm, nghèo nghèo lắm, nhiều khi chị ăn cơm chị cũng phải nhớ lại cái gia đình của chị. Nhưng mà chị không cho chị em chị, bất cứ một nhà chị, chín đứa em, chín Chị người. đi hồi năm nào chị? Chị đi hồi lúc 88 nha. Năm 88 thì thời đó ai mà chả nghèo chị. Mà thời đó hầu như cả cái nước Việt Nam mình nó nghèo banh xác luôn á chứ. Nhưng mà chị cũng kêu đừng, chị biết cái thời đó là nghèo, nhưng mà sau này nghèo cỡ nào chị cũng là nghèo giàu, nhưng mà chị chỉ nhớ trong đầu chị là nghèo. Nhưng mà chị không không cho người người Việt Nam, gia đình của chị đi. Chị nói là ở Việt Nam đi làm gì gặp cũng gia đình hết. Nhưng mà chị nói là tới ngày hôm nay chị không bao giờ, chị hồi lúc xưa chị gửi tiền về cho ba mẹ chị hoặc là mấy đứa em chị đi học, học cho tới nơi, kiểu như là quan trọng nhất cái trong đầu mình là giàu, không cần tiền. Cái tiền không có quan trọng, cứ nhất là cái ẩu ốc mình thôi. Cho nên là chị nói chị gửi tiền chị cho ăn học, xong rồi chị không gửi nữa. Nhà của gia đình chị, nhà lá, nhà nghèo, không cần nhà tường. Nhưng mà cái tâm của mình là tốt, là quan trọng nhất cái đó, không cần khoe. Chị về Việt Nam em biết chị vẫn bận một bộ đồ thôi, một bộ đồ lúc chị ra phi trường, đi vô đi ra không giống kiểu y hệt gì. Chị về về đó chị bận bộ đồ kiểu những người nhà quê, một bộ đồ thôi, một bộ đồ là nhà quê thôi. Chị lấy bận đồ đồ mấy ai mà bỏ lại, chị lấy lại che cái bản thân mình thôi, không cần nhiều. Chị về đó là chị thấy tụi em nhỏ kiểu nghèo khổ. Việt Nam mình nghèo nhiều lắm, ở Mỹ mấy những người ở Mỹ, những người ở nước ngoài đừng khoe quá, tội cho người, những cái người nước của mình. Nếu mà muốn khoe vậy đi về Việt Nam, xách mấy cái đô la 1.000 đô la, 100 đô la đứt phát qua ngoài đường phát những người nghèo. Chị nói cho nên là chị nhiều khi chị thấy mấy người đó, chị thấy chị là chị tủi cho mấy người đó, nói là yêu nước. Nếu là nước chê nước Việt Nam mình không không có cái tự do, cái tự do hay không là ăn thua cái mình muốn hay không đó, là tự cái đó mình đem ra cái tự do của mình. Việt Nam chị về chị thấy nhiều cái chị cũng không ứa, không ngứa, không có chịu, tại vì mình sống ở nước ngoài mình quen rồi. Đi tới sân bay là chị không đồng ý, nhưng mà không phải là mình hốt nguyên một cái nhắm đũa vô đó, là tới phi trường những người ở làm ở phi trường đòi tiền, đòi tiền em, đòi tiền trắng trợn luôn, là cái đó là chị không thích. Nhưng mà cái đó là Là cái cho em hỏi vô cái nữa là chị đi về 2 lần là chị bị đòi tiền cả 2 lần luôn hả? chị không không chị không nhờ chị hên á, là chị không bị đòi tiền, là lý do tại vì tên của chị là của người Pháp. Chị về đó chị nói tiếng Pháp, chị sợ nó đòi tiền chị, mà lúc đó chị không có đồng á. Em đi, chị đi về chị không có cầm một cắc đồng nào, chị không có đào cầm, nên là chị có 20 200 euro vậy. Chị về 200 euro để cầm thân có chuyện gì đó, như là chị cầm cái thẻ của chị thôi. Chị biết là bên đó trước khi chị đi chị coi Việt Nam ở tình hình như thế nào, mình có xài thẻ được hay không. Chị thấy đâu nó cũng có, chị nói ôi vậy là Việt Nam mình nghèo, giàu rồi, nếu mà xài thẻ được là giàu rồi, chị không cần nữa. Cho nên lúc mà chị tới phi trường là chị đứng hai đợi 2 tiếng đồng hồ để chị lấy cái visa, thì không phải visa mà cái cho mình nhập khẩu vô đó. chị 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 xin á, là lúc chị đứng 2 tiếng đồng hồ nó đòi tiền chị không cho, nó bắt chị đi đứng tiếp nữa. Chị nói ừ tôi đứng đây nguyên ngày tôi cũng chẳng sợ nữa, chị cũng cũng đứng, chị đứng cái chị nói tiếng Tây nó, cái nó nhìn nhìn cái có ông nó chạy vô, cái nó chạy ra, cái nó thôi giờ em đưa cho chị nha, rồi nó đưa cho chị đi. Là chị nói, rồi nó hỏi về đó chị mới biết cái chữ tiếp, tiếp là cái nghĩa là gì đó. Chị không biết chữ tiếp luôn, nó hỏi chị tiếp Bò. chị không biết, chị đâu biết đâu. Chị nó Mà chị nói về chị năm nó nào? Chị về năm nào? chị về một lần 2009, 2009 một lần, 2013 một lần, 13 thì chị Thì về một bây lần. cũng lâu rồi, cũng 5 năm 4 năm rồi. Thì À, mấy lâu cái vụ rồi. mà tiêu cực ở sân bay bây giờ cũng mổ xẻ ra nhiều lắm á chị. Chị thấy Mà bớt, chị thấy đúng rồi có đó. giải quyết được hay chưa thì em chưa biết. Đó, nhưng mà Chị cũng mổ không xẻ ra nhiều lắm. biết, Đăng báo nhưng chí mà này nọ vậy đó. chị nghe là mẹ chồng của chị về á, là nói là kiểu như là nó không đòi hỏi giống hồi xưa, nó không làm khó khăn nữa. Nó không làm khó khăn giống hồi xưa nữa, nhưng mà có một cái là nó chỉ bắt mình ngồi thôi, nó không nói gì, chứ nó bắt mình ngồi, mình thấy chán rồi mình đưa tiền nó 100 đô la rồi nó đưa cho mình, đóng thùng cho mình rồi nó bỏ mình cho mình đi ra thôi. Kiểu ra Cái nay gì hồi trăm đô xưa la nhiều vậy? 100 đô la nhiều lắm á. 200 lần trước, Trước năm 200 hai rồi năm về trước, 2 năm về trước bả về với chồng bả, ba chồng của chị bị tai nạn, kiểu như là ngồi trong xe đó đẩy đó, rồi cầm nhiều thuốc lắm, rồi cái nó không cho ra, chị không cho ra. Đứng đợi 4 tiếng đồng hồ,
bả chịu hết nổi, ổng chịu hết nổi rồi bả đưa cho tụi nó 200 euro rồi bả đi ra, nó mới cho bả ra. Chứ còn không bả nó không cho. Lần này bả đi một mình, bả đưa nó 100 rồi nó cho bả ra. Là chị thấy cái đó là cái lầm, cái đó là lầm, cái đó không phải là nhà nước, mình không nhốn lại hết nguyên cái nhà nước, là dân, những người làm trong đó, là cái luật lệ. Chị thấy cái luật á, là người dân mình á, với lại người Mỹ á, người ta không tìm hiểu nhiều quá. Người ta kiểu như là chị đi về Việt Nam á, chị cầm có một cái vali hoặc cái đủ cái ký của mình thôi, mình không cầm nhiều, mình đủ ký của mình thôi. Ở Mỹ người ta cầm quá chừng luôn, cầm quá là tất nhiên là ở phi trường lãnh đòi, tại vì thuế là cái luật của nó, là em đi nước nào em cũng phải luật nó như vậy đó. Dạ Em đâu đúng có, đúng đúng. em không có nước nào nó cũng vậy. Giống như là em gửi đồ về Việt Nam, cái nó đòi thuế của em thì tất nhiên em phải trả, tại vì cái đó là cái chuyện bình thường. Em cầm hơn 2 chai rượu thì nó lấy tiền của em thì tất nhiên. Em đi đi nước nào em tới phi trường Pháp nó cũng vậy. Nhưng mà cái luật nó là người ta thiếu hiểu, người ta không biết, người ta để thừa, thấy không? Để thừa của người ta đem lên trên mạng, người ta chửi nhôi hết. Chị thấy không đúng, chị thấy Dạ không đúng. đúng, chị thấy không đúng. Cái đó là nếu mà người ta đòi tiền mình, nếu mà mình đúng làm đúng theo cái luật lệ thì người ta đòi đó, lúc đó mình hãy chửi lên, mà chửi chửi không phải chửi, mà chửi nhẹ nhàng cho người ta hiểu, là cho người ta hiểu được rồi. Lúc mà chị về Việt Nam nó đòi, nó chỉ có 1 đô la trong túi chị mà không biết làm sao nó thấy đó, nó qua máy em, nó thấy nó đòi chị nói chị không có tiền, chị nói tiếng Anh nó, chị nói không có tiền, chị kêu nó lục đi, cứ lục đi, chị không có cái gì để giấu á. Cái nó thấy gì cái thôi đi đi, mình tại mình không làm gì, tại sao mình phải chửi, mình nhẹ nhàng nó, mình nói cứ lục đi, chị cứ tiếp tục lục, em không có gì trong đó chứ. Rồi vậy là nó bỏ chị, nó cho chị đi. Mà cái nhiều cái như vậy là chị thấy là kiểu như mà những cái người trẻ, mấy tụi trẻ trẻ bên Việt Nam á, thiếu hiểu một chút xíu. Chị nói không, lại không phải là chị nói không thông minh nha, thiếu hiểu. Tại vì mình học hỏi của mình, ngày nào mình cũng học, mình ngày nào mình cũng cũng lên báo hoặc lên đọc sách hoặc là cái gì đó để cho mình biết. Nhưng mà mình không lấy cái đầu óc của mình kiểu như là cặp mắt để nhìn, rồi thêm xài thêm đầu óc nữa, không phải nhìn một cái mà để chửi người ta. Trong cái của em á, chị mới nói được một câu một thôi, là có cái một người nào đó, có bạn nào nói Nguyễn Văn Thường với Thưởng gì đó, nói chị địt mẹ con này nói gì, nói chị đâu có nói gì đâu, mà chị không nói gì, chị cũng không trả lời. Chị không là, thứ nhất không chửi tầm bậy tầm bạ, thứ hai ăn nói phải lịch sự một chút xíu, thứ Dạ ba đúng rồi. trước khi nói phải mở miệng lên phải hỏi, kiểu như là tìm hiểu trước, không nói bày tầm bậy tầm bạ. Chị nói cái này á, là chị nói là chị thương Việt Nam, là nên ráng học hỏi. Thiếu cái học á là mới là khổ, mới là nghèo. Thiếu tiền không sao hết, thiếu tiền không sao á, tại vì Việt Nam đủ, nó đủ khả năng để mình sống, để mình no cái bụng mình. Tại vì em không có tiền em có thể đi đi cái gì, tại Việt Nam mình nó có một cái giỏi như nè, em đi ra ngoài em buôn bán, em bán đâu em cũng tìm cách, mọi cách em có tiền. Nước ngoài em không có Dạ làm đúng được rồi. như vậy đâu. Em đói, em chết đói nước ngoài. Chị nói gia đình của chị thường vậy á, em có thể đói ở bên, chết bên nước ngoài vì đói, không bao giờ chết đói về Việt Nam chết đói. Cho nên là cái nước của mình á, nước đó là nước rất là tốt, tuy nhiều cái khứ á, nó không đẹp lắm, nhưng mà nó có cái một cái khác nó đẹp. Nước nào nó cũng cái đẹp riêng của nó. Nước Pháp nó có cái xấu cái đẹp. Em nước Pháp á nghèo lắm, thật sự chị nói không biết á, tưởng ai tưởng nó giàu, thật sự nước Pháp này nghèo lắm. Phước Pháp nếu mà em tìm hiểu hết là rất là nghèo, nghèo mình nói là nghèo về về cái kinh tế của nó là kinh tế nước giàu, nhưng mà dân á, người ta rất là nhiều nghèo. Em có thể em không sống được một cái 1.000 euro, em không sống nổi, Dạ đúng rồi, ngàn rồi em thấy sống cũng nổi rồi không không sống nổi. Kiểu như là em có thể bắt buộc em phải đi xin, đi ăn xin. Em đó. Việt Nam mình tiếng xin nó tội lắm, nhưng mà ở bên Pháp là phải đi xin. Em không có đi xin mà em không phải tự nhiên người ta đi tới người ta đưa cho em đâu, em phải đi giấy tờ của em không biết chữ em cũng chết. Tại đi Pháp đó, nó không biết tiếng Anh nhiều, em vô em phải cái gì em cũng tiếng Pháp. Cho nên là lúc mà mấy người học trò đi qua bên bên Pháp á, lúc đầu tưởng dễ lắm, tại vì người ta quảng cáo á, người ta nói Pháp sướng có tiền làm nhiều gửi về Việt Nam. Nhưng mà người ta đâu biết là ở một phòng, em biết tụi học trò nó qua nó học một phòng nhỏ khoảng chừng 10 mét gì đó, 10 mét carré, chỉ 10 mét carré là 3 4 đứa ngủ trong đó. Nhiều khi nó ở một
Cho nên là khổ lắm. Cho nên là ai cũng đừng có mê đi ra nước ngoài. Cái mơ của mình á, giàu, cái giàu nó có hai loại. Nghèo cũng có hai thứ. Nghèo là nghèo, nghèo nghèo cái nghèo cái tâm của mình, nghèo cái khổ của mình. Kiểu nghèo là mình khổ, mình bị bệnh này nọ, là mình đói mình này, đó là khi mà nghèo. Còn nghèo mà để mình sức khỏe của mình tốt là không có phải nghèo đâu. Cho nên là ở Việt Nam cứ mê đi nước ngoài, mê đi nước ngoài, rồi với lại thiếu ráng đọc sách nhiều một chút. Chị về Việt Nam chị thấy không có ai học đọc sách đó. Ít có ai đọc sách đó. Đọc sách là đọc không phải là sách Việt Nam không, mà sách bị nhiều thứ nước đó. Chị lúc mà chị về, chị qua bên Pháp là chị nhờ cái sách, đọc sách chị mới biết được chút xíu Việt Nam. Chị đọc nhiều chị mới biết được một cái lịch sử ở Pháp. Tại vì chị qua cái tuổi mà chị đi ở Malai, chị đi lúc chị 11 tuổi, nhưng mà chị qua bên Malai chị ở 3 năm rồi. Chị qua Pháp chị lúc nào chị 14, 15 tuổi rồi. Cho nên là cái trình độ của mình đó, nó không cao. Kiểu mà Việt Nam chị học lớp 2, chị qua bên Pháp chị học được 4 năm nữa. Nó không kiểu như là nó không cao không thấp, nó chừng chừng gì đó. Cho nên là lúc mình học hỏi là mình nhờ cái sách, đọc sách nhiều mình mới biết biết được nhiều. Cho nên là chị học chị nhờ là đọc sách. Vậy là với lại ba mẹ nuôi của chị, ba mẹ nuôi người Pháp á, người ta chỉ dạy mình nữa. Cho nên là nhiều khi chị mơ, cái chị nói chị đợi ngày nào ông bà chết rồi chị về Việt Nam chị sống. Chị về Việt Nam chị sống, chị không sống ở Pháp đâu. Chị nói chị chết rồi chị về đó, chị nói là chị không nói với chồng chị, mà chị nói là ngày nào ông bà chết rồi chị lấy cái của ông bà, chị đi về Việt Nam chị mở trường học. Chị mở trường học ở Việt Nam, về Việt Nam mở trường học cho người từ nhỏ. Tại vì mình mê học mà mình không có cơ hội mình học thì giờ mình cho người khác học. Chị có nhiêu thôi. Chị thấy em nói chuyện mà em nói kiểu như là em nói vụ Việt kiều á, người ta không yêu nước. Em không yêu nước chỉ một phần thôi, em chỉ có 10% thôi, Không, chị đang nói cái mười chủ phần trăm đề thôi. là em đang nói cái chủ đề là 8.000 người Việt bị trục xuất. Chị biết cái đó không? Chị biết thông tin Không đó không? không Tức là cái thông tin đó đó, tức là 8.000 người Việt này đã đi qua Mỹ bằng nhiều con đường khác nhau, vượt biên bảo lãnh theo gia đình. Họ sống ở bên đất Mỹ, họ phạm tội, họ không có quốc tịch. Họ phạm tội, họ không quốc tịch. Thì bây giờ chính phủ Mỹ trục xuất 8.000 người này về Việt Nam. Thì em nói trong cái đống 8.000 người này đó, thì đa phần là không yêu nước. Chứ em không có nói là Việt kiều không yêu nước. Đó chị, đó Mỹ, cái vụ Mỹ thì chị không biết ha. Cái gì Mỹ thì tại vì Việt Nam cái ai tôi cũng mơ về đi Mỹ hết, cho nên cái đó là kiểu như là 90% người Việt Nam cứ đi là đi tọt tôi Mỹ, không có đi nước khác, Âu Châu hoặc là cái gì. Cho nên mấy ngày nay chị đòi em nói về vậy Âu Châu đi, chị muốn biết Âu Châu là tại vì người Việt Nam á chị không có biết nhiều. Ở bên Pháp chị có không biết ai Việt Nam hết chứ, nói chung là chị không có biết ai Việt Nam. Chị chơi là kiểu như là mình đi lâu quá, mình qua đó không có bạn, không có bạn bè, không có dòng họ, rồi kêu cái gì cũng không quen biết, thì mình không phải mình ở cái chỗ mà có người Việt Nam đó. Cho nên là chị không rành về việc, chị nói tiếng Việt Nam ai cũng gặp, người ai người nào nói cũng nói là sao chị giỏi quá vậy, đi lâu vậy mà còn không nói tiếng Việt Nam mà sao chị nói lại được. Tại nhiều cái từ chị nói từ hồi lúc mà cái những cái từ mà chị xài từ từ hồi lúc mà chị còn nhỏ. Với lại nhiều khi chị đọc sách hoặc là chị nghe đó, cái mình lặp lại mình nghe tivi hoặc là tụi tụi ấy nó chị nghe, chị thích hài á, chị nghe hài á, rồi cái nó nói lúc đầu không hiểu, coi riết thì lặp riết thì cũng cũng nhớ lại, mình cũng quen quen lại tiếng Việt Nam mình á. Cho nên chị không có rành, chị mới nói là nhờ hài, nói chung là nhờ hài, nhờ internet, nhờ mấy đó cái mình mới mới lại trở lại Việt Nam. Chứ còn không, nếu mà không có internet thì đó chắc chị không không có cơ hội để trở lại Việt Nam nữa nhiều nữa. Gia đình của chị thì vùng quê thì không có liên lạc nhiều. Chừng nào mà ai cần cái gì thì chị gửi tiền về thôi, bệnh hoạn cái gì là Không, chị gửi. cái quan điểm lúc đầu của chị em thấy rất là đúng đó, là ví dụ như mấy đứa nhỏ của chị ấy, thì nó học, đương nhiên nó học bên Pháp nó sẽ tốt học ở Việt Nam, cái đó là chắc chắn. Nhưng mà chị về Việt Nam chị sống và chị làm ăn, chị đầu tư đó, em nghĩ nó sẽ tốt bên Pháp. Nhưng mà riêng cái việc giáo dục và việc y tế thì bên Pháp tốt hơn.
À, cái kinh doanh á là chị thấy cái kinh doanh Việt Nam á, chị sợ chị, đó là chị sợ thôi, là cái tìm hiểu của chị là kiểu như là, một á là không đủ, hoặc hai là mình sợ quá mình không làm được, giống như mình kinh doanh mà sợ quá thì cũng làm được cái gì, phải làm mới mới biết được. Mà cái luật của nó, cái luật lệ Việt Nam á, kiểu như là tiếng Việt kêu gì, cái lúc bữa đó em nói cái gì mà kiểu như là tiến bộ nó lên nhanh quá, Chị cứ em nói đi, em hiểu à, chị cứ nói đại đi. vậy em đoán ha, giống như là kiểu như là cái trình độ của cái sống, cuộc sống của mình nó cao, nó nhanh lắm, lên rất là nhanh, nhưng mà Sự phát triển kinh tế nhanh. cái đó phát triển, đúng rồi em nói đúng rồi, phát triển kinh tế rất là nhanh, nhưng mà nhà nước á, ra lực không không kịp, không kịp để cho mọi người, người ta làm đúng đúng kiểu cái gì réglementation, giống như là nó không có theo nổi, kiểu như luật lệ nó không không kịp để cho mọi người người ta theo á. Không phải là luật lệ mà nó không theo kịp, nhưng mà cái hệ thống luật pháp ở Việt Nam á thì nó còn Đó. mới, nó chưa lâu được như bên Mỹ với bên Pháp đó, nên nó còn một số chỗ mà nó cũng như nó sơ hở, Thì đó em chị mới nói thì à những đó. cái chỗ sơ hở đó đó thì nó để cho những cái nhà đầu tư trong nước có, nước ngoài có, lách luật để trốn thuế đây nào kia thì mang sự thiệt hại cho nhà nước thôi, chứ còn phía chị là nhà đầu tư chị đâu có sợ gì. Không, kiểu như là nếu như vậy thì mình làm nó lúc nào nó cũng có cái mà cái giống như em đứng lên trên cái em leo lên cây, mà cái cây nó cứ như vậy hoài, em không biết làm sao, em học nó không có chuẩn á. Nhưng mà em Cái cứ quan trọng nhất á, là chị đầu tư là chị phải nắm luật. Cái quan trọng nhất, chị đầu tư cái gì cũng vậy thôi, chị phải nắm luật. Thì mà bởi khi mà chị muốn đầu tư á thì chị phải có một đơn vị hoặc là người nào đó người ta làm luật, người ta cố vấn cho chị vì thì mới đầu tư được. Chứ còn bây giờ chị cầm tiền về Việt Nam chân ướt chân ráo, chị không biết đầu tư gì, trên đầu tư lỗ hay sao? với lại chị thấy thứ hai nữa là ở người ở ở Việt ở Pháp đó, nhiều người người ta đi mấy người mà trước 75 á, người ta đi qua Pháp là từ trước 75 á, là người ta chở mấy người tuổi lớn về hưu hết rồi đó, người ta chở về Việt Nam người ta sống á, rồi cái người ta bán nhà này nọ, tôi về Việt Nam ta sống, ta cũng nghe lời gia đình kinh doanh này nọ đó, rồi cái chị thấy kiểu như là không hiểu được luật lệ, với không hiểu được tiếng Việt nhiều á, cái người ta bị dụ, em chị thấy cái đó chị cũng cũng sợ nữa, kiểu như là dụ Nếu hết mà rồi bị mấy dụ trăm á, ngàn người trở dạ đúng về. vậy, chị nói đúng, đã nói là ra kinh doanh đó là nó lừa nhau để nó sống thôi, chỗ Đó. nào cũng vậy, kinh doanh nước Pháp cũng vậy mà kinh doanh nước Việt Nam cũng vậy. Như chị nói là chị không rành đó thì chắc chắn là người ta có cái lòng tham, người ta sẽ lừa chị, Đúng rồi. nên cái chuyện này là chị, nên không phải là cái môi trường ở Việt Nam mà là môi trường ở đâu cũng vậy. Bây giờ em nói chị em muốn đầu tư đó, là phải có người cố vấn cho chị về mặt luật pháp, cố vấn cho chị về mặt kinh nghiệm đó, chứ không phải là chị gửi tiền cho gia đình chị thì gia đình chị là đương nhiên không lừa chị, nhưng mà gia đình chị cũng không có hiểu về kinh tế, mà gia đình chị cầm tiền đi mua một cái miếng đất, mà trong khi ví dụ như cái miếng đất đó đó là một miếng đất ma, miếng đất đó là miếng đất không mua được, nhưng mà gia đình chị lại dùng tiền của chị để mua miếng đất đó, để chuyển tiền cho người ta, rồi kết quả cuối cùng cái miếng đất của chị là chị không bán được, chị mất tiền. Thì nó có nhiều cách để lừa lắm. Đúng rồi, cho nên là chị thấy kiểu như là bên Pháp, nếu mà em bị lừa gì á, em có thể lại tìm luật, hay là mình thì tìm hiểu luật để mình có thể giật lại. Còn Kiện nó đúng không, bên Việt Nam kiện nó nó bị đúng không, dạ thì Việt Nam chị kiện cũng được, chị kiện cũng được, nhưng mà em bảo đảm cho chị những cái trường hợp như vậy á là chị thường thường á chị không đủ cái chứng cứ để chị kiện đó. Những đúng trường rồi. hợp như vậy giống như là mua đất mà không có sổ đỏ, không có đủ 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 giấy tờ để cho chị mua đó, thì nó ký giấy tay chữ ký bình thường với nhau thôi, không có cơ quan công chứng của nhà nước, thì không có người làm chứng, không này kia, thì ra tòa sẽ chị kiện đây À đúng rồi, tại nhiều đó. khi mình không biết hết đó, rồi cái mình tưởng thiệt, cái mình Đúng rồi. mình tưởng thiệt, tại mình không biết mình tưởng thiệt, nhưng mà ở bên Pháp con cái là nó giả gì á, nó sẽ tìm ra, nó tìm gốc, nó tìm kiểu như là nó không lấy cái sinh lý là giấy tờ giả thiệt, là nó lấy một cái luật lệ, nó có một cái luật khác là kiểu như là mình dụ dỗ những người không biết, không hiểu biết, là Dạ có đúng. cái luật đó rất là mạnh, cho nên là có thể mình có thể Đó. không lấy được 100%, có thể lấy 1% nào đó,
Còn bên Việt Được, Nam. tại Việt Nam thì cũng có chị kiện nó đại đi. Mặc dù cái đó là chị không đủ cơ sở pháp lý, nhưng mà nó vẫn là mua đồ nó lừa chị, nếu mà chị bắt được nó. Còn bây giờ dù chị kiện trễ quá, nó trốn qua nước ngoài mất tiêu rồi, chị làm gì nó. Hoặc À là đúng rồi. tài sản nó kiện của chị nó tẩu tán hết rồi, nó ăn xài hết trơn, nó chỉ còn có chút xíu thôi, hoặc là nó không còn đồng nào nó trả chị, nó chung chị ở tù thôi, chứ nó làm gì nó trả được cho chị. Đúng rồi. Không mà Nó chị có luôn. sợ, cái chị sợ cái đó là chị mình sợ cái, tại vì mình nói mà mình không hiểu, mình thiếu cái kiến thức về về Việt Nam, mình không hiểu được những cái đó thì đừng nên làm. Cái gì mà không hiểu thì thôi để Chính cho người xác, khác làm đi. cái Để gì cho người không hiểu là khác. không làm, Không hiểu đúng không không? làm, cho nên Còn là không chị thì sợ, chị nói. mình phải hỏi người này hỏi người kia, để cho tới khi mình hiểu đi rồi mình mới làm được. Đúng rồi, Thì đúng rồi. cái môi trường đầu tư bây giờ bên Việt Nam nó rất tốt, nhưng mà cái căn bản là người đầu tư cần phải có kiến thức. Đúng rồi, đúng rồi, chị thấy vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà có cái kiểu như là chị thấy thôi bây giờ mình không có hiểu được, thôi dẹp bỏ qua bên, mình làm cái chuyện khác đi. Rồi chị nghĩ ngày nào chị về đó, chị nói là chị mở trường học hoặc là cái gì đó cho. Cái chuyện mà chị nói mở trường học nó đơn giản vậy thôi, chứ nó cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu chị. Chị mở trường học về trong đầu chị có ý nghiệm, chị mở làm sao chưa? Đúng không? Chị mở kiểu như là những cho những học cho những em, những người nào mà không có gia đình hoặc là nghèo hoặc là em trẻ em thôi, chị không có đòi hỏi, chỉ là mở trường mà để cho kiểu như là cái Chị gì nó mở trường chị làm cao. từ thiện hả? Chị mở Chị trường chị là làm chị từ thiện mở hả? trường là để từ thiện thôi nha, chị không có làm, ngoài ra chị không làm gì. À, Chị cho nên là cái đó là chị mở chị trường chị làm từ mơ thiện chị làm từ thiện thôi chứ không à. có làm mấy cái đó. Chị nói sau này chị có tiền là chị về chị làm từ thiện chứ không có làm kinh doanh. Còn cái chuyện kinh doanh là khác ha. Chuyện kinh doanh là chị hồi lúc là chị về Việt Nam để cuối là lúc 2013 chị muốn về đó chị coi để chị làm kinh doanh á, mà chị thấy không xong rồi thôi chị bỏ qua bên luôn. Chị không có Nhưng mà chị làm từ thiện như vậy chị cũng cần phải có một cái nguồn ngân sách để chị duy trì cái từ thiện đó chứ. Chứ còn không lẽ chị bỏ tiền túi ra chị từ thiện hoài chừng 1-2 năm nó hết trơn rồi sao? cái đó thì mình Việt Nam thì chị nghĩ là chị không có cách nào chị lấy ra tiền, nhưng mà chị ở nước ngoài chị có thể làm một cái gì để cho người ta mình lại kiểu như là có một cái cách khác, có cái một cách khác để có tiền mình trở về Việt Nam mình hàng tháng đó. Giống như là mình ở nước ngoài nó có nhiều cái thứ để mình có tiền để mình, nếu mà mình nói ra mình để mình từ thiện ở nước nước nghèo nào á, người Pháp người ta tốt lắm. Cho nên là cái đó là chị có thể tìm cách được, nó có đó được. Chị có Được suy rồi. nghĩ qua rồi, chị có suy nghĩ qua là nhiều nhiều thứ lắm. Mà cái đó thì không có cái từ thiện đó, cái ăn thua cái tiền bạc á, mọi cách cách nào cũng có ra được em. Cái quan trọng nhất là mình có khả năng để làm không? Mình có chịu nổi để làm, để nhiều khi mình làm đó rất tốt nhưng nhiều người ta không hiểu, người ta tưởng là mình gian lận. Cái Chứ đó gì nữa, nữa, cái đó ở là cái bên Việt tâm lý Nam của bây mình giờ chịu nổi hay không. nó dị ứng cái từ thiện lắm mà lắm chị. Việt Cái đó Nam là mình mình có đa chịu phần nổi hay không từ thôi. cái thằng làm từ thiện là cái thằng từ nghèo thành giàu Đúng á rồi, đúng rồi. Nhiều khi cho ở Pháp cũng vậy, em cho người ta 1 đồng, cái người mà em định cho đó nha, người ta đụng tới được có mấy xăng tim thôi, còn 1 đồng đó đúng nó đi rồi. đâu, nó đi đâu á mình không biết được. Ở Pháp nó cũng vậy à, ở nước nào nó cũng vậy chứ em, đâu phải là Việt Nam không đâu. Nhưng mà cái chị nghĩ là quan trọng nhất là cái tâm, cái người của mình á, mình có chịu nổi không. Khi chịu nổi là những cái tiếng nói vô tiếng nói ra tốt xấu bất cứ, là có chịu nổi cái đó không. Nhiều khi mình chịu không nổi là mình có thể bỏ cuộc á. Chị sợ cái đó thôi, chứ còn ngoài ra tiền bạc thì chị nghĩ là mỗi cách mình có thể không nhiều cũng có ít, cũng có thể nuôi được, không được 200 đứa thì cũng được 100 hoặc 50 gì đó, cũng có mọi cách để mình thấy làm. Nhưng mà có chịu nổi, để cái tâm lý mình có chịu đựng nổi hay không, có đó là quan trọng nhất cái đó thôi. Chỉ là mình có ai ủng hộ mình hay không. Nhiều khi không hộ tiền nhưng mà ủng hộ một những chuyện khác nữa. Tại vì cái học là chị nghĩ là sau này chỉ mới có về là chị tìm những người mà người ta đi nước ngoài á, người ta trở về Việt Nam, người ta có tình nguyện gì đó, người ta cái đó là người ta làm theo cái tâm chứ không phải là vì tiền bạc hoặc là cái gì khác. Cái đó là Đúng. quan trọng nhất là cái tâm của mình thôi. Chị không có tin, chị không có đạo không có gì nha, đừng nghĩ tưởng nói gì là tưởng là chị đạo Không đạo có này sao đạo đâu, chị nọ, có không đạo không chút có xíu. đạo gì chứ nha, không có Tôn đạo gì giáo hết. bình thường chị. Ở Việt Nam mình có tự do tôn giáo mà, chị muốn theo đạo là chị theo Nhưng mà nhiều người ta tưởng là mình nói vậy, người ta tưởng là đạo á, rồi cái người ta không? nói mình bắt đầu dị dụ dỗ mấy nít vô đạo nữa, nghe nó tiếng vậy cái người ta sợ nữa. Cho nên là chị nói chị không có đạo gì hết, không có đạo gì hết. Mà cái đó cái mơ của mình thôi, nhưng mà trước sau chị cũng làm. Chị nói với chồng chị cái mơ luôn của chị là trước khi chị chết chị cũng không chết, không làm được cái đó chị cũng về Việt Nam chị chết nữa.
Yeah. không không Việt Nam không về gia đình của chị bên đây còn đông không? hết luôn, chỉ có mình chị ở nước ngoài thôi, kiểu Yeah. như là Vậy cha thì mẹ về đông chị quá chứ còn gì nữa. không có Cha ai mẹ đi con ngoài, đây như này nó kia. không Thì có giờ ai. chị nhìn thấy cái hoàn cảnh của gia đình chị bây giờ nó có khá hơn hồi xưa chưa? Chị nghĩ kiểu như là khi mà không đói, không không đói không giàu, Yeah. như Tức là là bây giờ ví dụ như ngày xưa chị gửi tiền về bây giờ chị còn gửi không? không Nó vậy là không đỡ hơn rồi. chị không, chị không gửi nữa. Giống như là mẹ của chị nhiều khi không tiền, chị nói còn sức khỏe cứ làm tiếp tục đi, chừng nào hết sức Dạ. khỏe rồi, chừng cần tiền đi bệnh viện rồi chị gửi về Việt Nam. Dạ. Tại Vậy thì vì gia đình chị ở Sài Gòn luôn hay ở đâu chị? gia đình chị ở Cà Mau em, xa À lắm. Cà Mau hả? Dạ. Vùng quê Cà nghèo. Mau thì xa. Cà Cho Mau nên thì lúc tức mà chứ. Ở địa đầu Tổ quốc. đúng rồi, nhưng mà lúc mà chị về Việt Nam á, chị không đi đâu hết trơn, chị ở ở nhà thôi. Chị thích Dạ. ở nhà, hỏi ai hỏi sao về Việt Nam không đi chơi, chị nói ở nước Pháp đầy hết trơn, đủ chỗ để đi chơi, làm gì phải mê mà đi vô nhà hàng lớn. Dạ. Làm gì mình đâu có cần mình đi khoe mấy cái số tiền, để chị có tiền thì chị đi cho mấy người nghèo đi. Đi vô đấy làm gì? Còn còn chị thấy nó không nhiều, nhiều người người ta đi về, người ta đi xe hơi, người ta xe người ta bận quần áo, con gái thì bận khoe ra hết, bận ngắn cỡ ngắn cho nhiều thật nhiều, nước nước ngoài thì da trắng tại vì đâu có nắng đâu mà đen, thì về đó khoe Yeah. da. Chị không có làm kiểu như vậy, chị về đó là chị bận bộ đồ bộ giống như vùng quê, chị Dạ chị ở thì nhà miền thôi Tây áo áo bà ba này nó. đó 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 đồ đó đúng rồi đó em. Rồi rồi cái gì nói, rồi chị về đó là chị ăn cơm với mắm, ăn rau Dạ. luộc, những cái gì mà chị hồi Đúng rồi, nhỏ. những cái món đó bên Pháp không có thì mình về phải tìm lại chứ, còn Đúng giờ rồi đó, chỉ đúng rồi về đó. Việt Với Nam lại mà chỉ ăn mấy cái món giống như bên Pháp thì thôi làm đâu có gì, gì tại vui vì đâu. đầy hết đi rồi, rồi đầy hết chị mình có tiền mua thôi chứ thiếu gì. Muốn ăn là có liền, nhưng mà mình cần mấy cái quan trọng, mấy cái gốc guồng của mình ở đâu á. Chị về đó chị cũng khoe, cái chị thấy mấy người giống như chị đi xe buýt, chị không đi xe, chị đi xe buýt Dạ. thôi, bị người ta dụ nhưng mà thôi kệ đi. Lâu lâu mình tức quá mình chửi thôi. Lần đó nó dụ chị á, chị tức quá tại vì chị về đó, chị về với con chị á, chị nói tiếng Pháp, con chị nó không biết nói tiếng Việt Nam á, chị nói tiếng Pháp, cái mấy người đó thấy chị nói tiếng Pháp là 2009 mà em, lúc đó cũng hơi còn còn nghèo á, Dạ. cái bắt chị trả bốn vé, bắt chị Ủa trả bốn vé chứ không phải là hai vé mà bốn vé, tại vì chị là người nước thiệt. ngoài mà nó không nói trước, mà nó đợi rồi chừng nào chị nó nghe mình nói chuyện rồi nó mới đi thừa mình. Rồi chị nói tại sao mà lúc đó không hỏi lúc đầu bán vé chị có phải người nước ngoài không, chị người nước ngoài chị phải vậy, mà lúc mà chị mua vé là chị không nói lên mà đợi tới mình nói vậy á, cái nó nói chị muốn chị đi xuống đi chơi kiểu Bây giờ đó. cái mua mấy cái kiểu đó em cũng ghét lắm chị, thì cái mấy người Việt Nam mà còn mà chặt chém du lịch hay là mà cứ người nước ngoài là phải khác, là em cũng rất là bực mình, Chị em tức cũng đồng quá ý chị luôn nói đó. thôi vậy để cho tôi xuống đi, rồi chị xuống luôn, chị xuống xe luôn, chị cho mất luôn, chị nói chẳng thà chị đi. Rồi xong lúc đó chị chạy, chị lấy taxi chị đi, chị taxi đi, chị nói trước khi mà chị nói trước khi chị lên ông có muốn dụ không, dụ nói trước đi nha để tôi trả luôn lần một, khỏi mất công dụ nửa đường nha, tại vì mình xe mình còn con mình còn nhỏ, người vali tùm lum tùm lá em. Rồi chị thấy nó dụ một lần thôi, đừng có nếu thẳng thắn đi cho nó xong, đừng có cái chị tức, mà lúc đó cũng bị thằng taxi nó cũng dụ vậy đó, chị thức với chị xuống cho nó thôi ngày mai là mình đi lấy máy bay rồi. Chị là vô cái chị đá nó cái chiếc xe, chị làm cái đùng một cái, chị nói giờ nó phải bắt tao lên, tao cũng có đại sứ Pháp và nó cũng công ấy rồi. Chị tức mà mình tức không phải tức nó dụ mình phải không, phải mà cái cách nó nói chuyện á Dạ. không không đáng để cái đồng tiền á, mình cái đồng tiền của mình á không bao nhiêu hết em. Mình về Pháp chị Yeah. về Pháp cái giống như chị về chị đi ăn ở Pháp 100 đồng, ô chị vô nhà hàng chị ăn cái cũng xong hết rồi, nó bữa cơm nó cũng hết rồi, đâu có thấy quan trọng gì. Mà con gái cái cách lời nói nó không đúng, Việt Nam có cái thiếu 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 cách nói chuyện thôi chị. Dạ đúng rồi, nhưng mấy mà mấy xàm xàm đó nó làm mất mặt Việt Nam lắm chị ơi. nhưng mà cái đó là một phần thôi, mình không mình bao Dạ. không bao gồm Nhưng hết, cái chỉ đó một là cái phần. cá nhân của tụi nó. Cái đó là cá nhân của tụi nó, thì nhờ ví dụ như chị phản ánh lên đó thì em biết, hoặc là cái nhà em thấy mới biết, chứ còn không mà chị cứ cứ ai không xã hội thì không ai đồng tình với bọn đó hết. Bọn đó là Cái bọn đó rối là loạn nhiều luôn. khi nhưng mà nhiều người chửi chị đó, nhưng mà không sao đâu, chị để cho chửi không sao đâu, chị thấy bình thường, chửi chị là bình thường. Nhưng mà chị Ủa, nói là lúc đầu chị lên chị nói là chị đừng cái để đó chị thừa nói người đúng Việt. mà chửi gì, cái đó chị nói đúng mà chửi gì, Ông mà cũng nhiều người cũng cũng không đồng ý mình thôi kệ đi, nên nhưng mà chị lúc đầu chị lên là ai chị ai muốn ai không là đồng ý chị.
người người Ê, nào ở đâu không đồng chị ý mấy được. thấy, chị thấy chữ mấy giờ chị không đọc hết, nhưng mà thì chị thấy cũng nhiều lắm rồi đó, nhưng thôi kệ đi. Mà chị muốn cũng lúc đầu chị nói là chừng cái người, những cái người nào khi mà khi giờ chị mới biết chung vô trong em, chị mới biết là ba 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 sóc, chị mới biết nghĩa Cái ba người sóc á. nào á, chị nhìn lại cái tên mà mấy người chửi chị kìa, toàn là tên mà nửa Việt nửa Anh không kìa, chứ đâu phải tên Việt Nam đâu. À, chị không biết, nhưng À. mà người giờ của em á, chị mới biết là ba sọc là nghĩa là gì đó, chứ mà lúc đầu chị không biết ba sọc. Lúc chị tìm cái lá cờ ở Việt Nam không, mà đó là chị, cái đó là mình ngu á, chứ không Dạ. phải là chị không yêu nước nha, tại lúc đó mình ngu á là không biết lá cờ Việt Nam là gì. Bữa đó chị lên trên mạng á, chị tìm lá cờ Việt Nam nó làm sao, chị lên đó chị thấy đỏ, mà chị nhớ ủa mình sao mình nhớ mình đâu có thấy đỏ đâu ta, mình có cái gì vàng vàng trong trống. Rồi chị cũng nghi nghi, cái chị kìm lại nữa, chị mới thấy, chị thấy lại nữa, nó cái đỏ đàng hoàng mà có cái ngôi sao đỏ. Chị tìm nó, chị dò vô từ điển Việt này, Pháp Việt á, cái cuốn sổ từ điển Pháp á, chị dò ông chồng chị mới thấy ờ cái đó, ờ đúng rồi, cái này không phải là sọc sọc, mà là cái, giờ em mới, chị mới biết sọc là cái gì, cái nghĩa là gì, chị mới không, lúc đầu chị không biết, giờ chị Đúng mới biết á, rồi. thì em giải thích vậy luôn, tức là mấy Ừ. bạn mà kêu ba sọc á, tức là những cái thành Ừ. phần người Việt bây giờ á, người ta đang phản lại cái đất nước, sau đất nước Việt Nam này khôi phục lại chế độ của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, tôn thờ lại chế độ của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, xuyên tạc những cái đường lối chính sách của nhà nước, xuyên tạc nhân dân Việt Nam, xuyên tạc cuộc sống Việt Nam, để mà tạm gọi là dùng cái từ là phục quốc đó chị, nên mấy bạn mới kêu bằng cái từ ba sọc là vậy đó. À là sọc đó là chị không biết lúc đầu, mà chị thì đâu có biết đâu, mấy cái đó chị thấy mấy lần mà chị không hiểu cái đó, bây giờ mới biết được là ba sọc. Bây giờ em nói Cái đó lên là nó yếu trên của tố em là coi nó chị đi qua tới chính trị, yếu tố biết nó đi qua qua tới chính chính trị chứ nó không còn là đời sống nữa. trị không, lại sống là qua khác. Nhưng mà mấy người, chị thấy mấy người nói khuya, đúng rồi nói khuya, Việt Nam cũng đúng khuya, chị đây mới được có 8 9 giờ vậy thôi. Vậy nhưng mà chị nói nhiều, là chị nói đừng đừng nói là người Việt kiều không yêu nước em, với lại nói là người, mấy người Việt kiều ghét cộng sản. Cũng không hết toàn bộ đâu, chỉ là một phần Không, trăm nào em thôi, nói chuyện bao giờ là nhất là em người cũng Pháp, có khoanh không có dùng người mà, Pháp đâu. Ừ. em có khoanh dùng mà, chứ em đâu bao Ừ. giờ mà nói vậy chị, chắc là có Nhất lẽ nhất là là Âu chị Châu nghe lúc ha đó chị em chưa hiểu đó. ha. Ừ, nhất là Âu Châu, Dạ người ta không có, ít có ai mà không yêu nước đâu. Những người ở dạ sống ở Âu Châu người ta thương Việt Nam lắm. chị ở Tại Pháp đúng không, chị ở Pháp đúng không, chị ở Pháp, chị người Pháp. chị lên mạng chị tìm hiểu cái thông tin này, là chị Ừ. tìm hiểu thông tin là Việt kiều Pháp phản đối hay là biểu tình trước Tổng thống Pháp, chuyến thăm của Tổng Bí thư nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Chị thấy rồi, đó, chị đúng thấy không, rồi, nhưng mà thì cái chính những người Việt kiều đó mới là không yêu nước thôi, chứ còn em đâu thấy có, hả, em thấy bao nhiêu người không, em đâu có có mấy thấy người đông đâu, à, có mấy em người đâu thấy đông. à, Em biết ở dạ Pháp á, mà mọi người ở Việt Nam không biết, thì nếu mà chị nói bây giờ ở Pháp mà em một cái, giống như là một cái em gì, nó một cái chỗ của một cái thành phố đó, là một cái vùng, nói cái vùng đi, mà nói cái vùng cho nó rõ đi, cái vùng bảy dạ bảy á, là em biết cái vùng bảy bảy, em đi chợ em tưởng tượng giống như Sài Gòn vậy, tới mùa hè đó, mùa hè á, trời Dạ. nóng đó, cái người em đi ra ngoài đường á, em thấy á, người ta nói chuyện á, giống như Sài Gòn vậy đó, kiểu là người Việt Nam không à. Yeah. À, Việt Nam trong, nhưng mà em, bởi vì chị mới nói là em, mà những cái người người ta biểu tình vậy, chị thấy lên chị thấy có mấy người đi ra đó làm gì ồn ào, em hiểu Bởi. không, có mấy người đi vô làm ồn ào mất công quá, đông chừng nào mình làm sao mà cho người lên tiếng, mà đông người mới mới hay. Chứ còn có mấy người leo que đó, giống như dòng họ đi, dòng bạn bè đi đi đi, đi du lịch gì thôi, chị thấy chị mắc cười quá, chị cũng nghe hết nữa, chị chỉ thấy mấy chữ rồi chị dẹp con bên, chị thấy tội cái này mà bảo tuệ biểu tình gì. Ờ đúng rồi, quận 13, không quận 13 khác em, không biết ai hay là cô chú em gì không biết, nhưng không biết cái này quận 13 khác nữa. Quận 13, quận 13 qua rồi, quận 13 là hồi xưa thôi, 90 thôi, 90 mới đông, 90 mới là vui, 90 á, là quận 13 mới vui, bây giờ hết rồi. Bây giờ chỉ mấy người người ta ăn xin rồi tới đó cho vui, kiểu như là kỷ niệm này nọ thôi, chứ quận 13 hết rồi, hết 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 không phải là thời nữa. Quận 13 chỉ một cái kỷ niệm của mọi người, người ta tới cho vui chơi, lâu lâu người tới cho vui. Nói chung là chị gần 10 năm nay chị cũng tới quận 13 nữa, lâu lắm rồi chị không tới nữa. Dạ. Ngoài quận 13 nó dùng 17 á, 17 taxi, taxi với lại nói mấy người đó, nói taxi Noa Zen này nọ mấy người đó mới biết, với lại còn Noisy Le Grand mấy đó người ta mới biết, còn quận 13 hết rồi. Ivry này nọ, Ivry á bây giờ nó mới nổi tiếng cái chỗ đó, chứ còn quận 13 hết rồi, cũng đông nhưng mà không không giống như xưa. Quận 13 là Tàu, người Tàu nhiều, Trung Quốc á nhiều, Dạ. giờ hết Việt Nam rồi. Và nói chung là chị lúc đầu chị nói
Em đừng để thừa, em đừng nói Việt kiều. Mỗi lần em nói Việt kiều không yêu nước chị, thầy thấy chị đau, chị thấy mình buồn cho người Việt Nam mình, chị buồn. Đừng đừng để thừa vậy, Chị chị nói coi như phải thôi. theo cái chủ đề chứ, chị theo cái chủ đề chứ. Thì đó, chị cứ như thôi, chị nói như lên, chị cứ như, đừng, em đừng để đó là chị nói là chị thương Việt Nam, thương nước Việt Nam mình còn yếu lắm, nhưng mà chị bảo đảm 100% lúc mà chị về Việt Nam lúc 2009 ha, với 2013 là chị nói 2009 là chị nói 10 năm nữa Việt Nam mình á xe hơi đầy đường luôn. Lúc Bây giờ nó 2009 kẹt đó chị đường nói rồi, ha. bây giờ Cái nó kẹt đường rồi. đó, rồi sau này cái lúc mà chị nói mua nhà, đừng có nên mua nhà cái đường nhỏ 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 nữa, nên muốn mua nhà thì phải lựa cái đường lớn. Mấy người Việt Nam ta nói đường lớn không có kinh doanh, chị nói đợi đi 5 năm nữa kinh doanh, tại người ta ai ta cũng có xe hết. Em muốn kinh doanh mà người, những người ta có xe người ta không có chỗ ta đậu, phải đường lớn ta có chỗ ta đậu ta mới vô tiệm ta mua. Chị mới nói giống như Pháp thôi, chị nói là mua đường lớn đi, đừng mua đường nhỏ nhỏ nhỏ, không không có giá trị đâu. Rồi chị mới nói lúc sau này chị về Việt Nam chị nói đợi thêm 5 năm nữa Việt Nam sẽ tiến bộ rất là nhanh, là chưa được 5 năm là chị thấy không. Giờ về chị nói là 50 năm nữa Việt Nam mình giống như là luật lệ hoặc kinh doanh hoặc bất cứ một cái chuyện gì nó lên giống như được mọi nước, nước Mỹ, nước nước Singapore, nước Malaysia hay là Trung Quốc, hơn bất cứ một nước Pháp giống nhau 50 năm thôi, ráng đợi thôi. Cái đó là ăn thua tụi trẻ, trẻ mình trẻ trẻ phải mừng, những đứa nào đi học cao trở về nước đi, trở về nước để làm một cái nước mình cho nó giàu lên, mà giàu giàu một cách cho mọi người, người ta sẽ thấy cặp mắt nhìn vô là người ta sẽ nhìn mình là rất hay, rất thông minh, rất trọng trọng cái giàu của mình, chứ không phải trọng mà để lừa gạt hay là mọi cách để có tiền. Cái đó là không hay, kiểu như là mình giàu mà giàu một cách mà cái cách mà ai cũng phục mình á mới là tốt thôi. Cho nên chị nói là những người ai học cao đi về Việt Nam trở lại làm đi, đừng 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 đi xe nữa. Nhưng mà có một cái nữa, những người công an á, chị thấy công an, chị không biết sai đúng nha, chị thấy cãi lộn ở ngoài đường thôi, công an mà chị nói mấy người mà chị thấy trên mạng thôi, công an ở trên mạng đó bớt cãi một chút xíu, bớt cãi, dân nó nói gì nó nói, nó cãi, nó ăn, nó thịt, nó muốn nhào đầu, nó chụp mình cãi, nói đã xong 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 rồi mình chụp nó lên, mình cho nó lên trên mạng, trên trên phường đó, rồi nói chuyện tiếp giống như mọi nước, nước ngoài á, nước ngoài á. Nó để cho mày nói xong chưa, đã chưa, giờ muốn đánh tao đánh đi tiếp tục, rồi lên phường nói tiếp, rồi cho tao cho mày ngày 24 tiếng đồng hồ không ăn không uống, lúc đó mày hiểu như thế nào. Rồi vậy xong không, trong chuyện không có còn cãi gì nữa chứ, ở nước ngoài là vậy đó. Cho nên là chị thấy không hay lắm, là cãi 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 ngoài đường thấy bất lịch sự Dạ quá, đúng, mà cái đó ồn em đồng ào ý, nữa, em cũng thấy vậy. Việc công an Việt Nam xử lý tình huống nó chưa có được thật sự chuyên nghiệp. ồn quá, ồn quá, chị thấy ồn quá. Kiểu như mình làm gì người ta nhìn vô người ta không biết gì, ta chụp hình lên cái người ta nói không biết ông nào đúng ông nào sai, ta chụp lên ta nói lum la chân Mà đó. người ta người một khi tấm hình người ta đưa lên mạng, hoặc là một đoạn video người ta đưa lên mạng á, là người ta Không đã đúng có ý đâu. đồ rồi, người ta có ý Ừ, đồ rồi, người ta sẽ cắt xén hoặc là người ta đưa những cái tình tiết nào nó có lợi cho người ta chứ. à, đúng rồi, đúng rồi đó. Cho nên chị thấy kiểu như là đúng sai chị không biết à, chị không có, chị không có kiểu như là phân biệt người nào đúng người sao, có thể sai có thể đúng, kiểu như là mọi bên đều đều sai hết kiểu như vậy. Tại Nhưng vì mà có cái là cái luật của bên công an Việt Nam mà khi mà tiếp xúc với gọi là nghi phạm đó thì nó chưa được rắn như bên nước ngoài chị, giống như bên Pháp, bên Mỹ mà chị nhây nhây với cho nó hốt chị cái đùng luôn đó chứ. Còn Việt Nam là nó ngồi nó cãi công an, nó chửi công an, nó rượt, nó đánh công an luôn, đó đó, chị nó không chạy thấy xe nó hay. đụng công an luôn. Mà công an ngược lại cũng làm đánh đập này nọ, chị thấy cũng may nữa, kiểu như là hai bên đều hết nha, kiểu là không phải ai cũng đúng hết, nhưng nhiều khi công an nó cũng cũng sai, kiểu như khùng khùng điên Dạ điên đúng. lên tự nhiên á không cũng nhào vô nữa, thì chắc nhiều khi quạo nóng trời, nóng nắng đói bụng vợ đánh gì ai chị không biết. Nhiều khi mình cũng tâm lý mình cũng không được ổn định đúng không, nhiều khi mình cũng làm bậy, nhưng mà cái đó nhiều khi cái đó là nhà nước phải phạt, còn những người dân sai là cũng phải phạt nữa, mà phạt nặng cũng phải nặng nặng nữa. Cho nên chị thấy cãi cãi ngoài đường không hay lắm. Nhưng mà cái đó là cái chuyện đó là Việt Nam mình không xía vô đi, đó là chị thấy là chị không hay, chị nói thôi cho nó Không, xuôi cái miệng mình mình thôi. cảm thấy cái gì đó nó không hay thì mình đóng góp chứ chị, đâu có vấn đề đâu, mình là người Việt mà, Nhưng mà nhưng mình nhiều khi cảm người thấy ta nói mình mình đóng ở góp. nước ngoài, ỷ nơi nước ngoài nói tầm bậy, chị Không, nhưng mà không. chị nói đúng thì ok, còn nhưng mà ví dụ như chị nói tầm bậy nhưng mà do chị không biết đó, thì không ai trách. Nhưng mà chị nói tầm bậy mà chị có cái động cơ chính trị, chị thông qua cái việc nói tầm bậy để chị xuyên tạc, để chị lèo lái dư luận, thì cái đó người ta mới trách. Còn ví dụ như chị cảm thấy vấn đề đó đúng hay sai, chị nhìn thấy chị nói thì không ai trách cả. Cái đó chỉ mấy cái nhiều nhiều cái nhỉ. Nói chung là em biết không, nước nào nó cũng có cái sai cái đúng,
nước Pháp mà em mà Dạ. tìm mấy những người mà lậu hoặc là những người ăn gian hoặc là gì á, càng giàu nó càng hốt tiền nhiều nữa, mà lúc đó dân cũng không làm được cái gì hết trơn đó, chứ đâu phải là Việt Nam không, mà số lớn đó, chứ đâu phải số, ngàn tỷ tỷ không, chứ đâu phải số giống Việt Nam mình, đâu có bao nhiêu mấy tỷ đồng Việt Nam, mà đối với người tỷ mấy đồng đồng Việt Nam, nhưng mà nước ngoài nó tỷ đồng euro hoặc đô la gì đó, chứ đâu phải là số nhỏ đâu. Cho nên là Dạ mỗi đúng nước rồi. có một cái đúng, có một cái đẹp cái sai. Giống như chị ở Dạ. nước Áo, chị ở nước Áo, chị ở nó cũng cái tốt cái xấu, cũng có một cái nhiều cái chị thích, nhiều cái chị cũng thích. Nước Áo một cái là muốn ăn cái gì á cực quá, muốn ăn chị muốn ăn rau cải, không có đâu ăn rau cải, trời ơi, muốn thèm á. Chị về Pháp và chị thấy cá đây biết không, chị ngồi chị muốn ôm cái cá mà chị hung chị ốm về hết chứ không có cá, đem có cá, cá về về Pháp là chị mê rồi. Cái gì nữa, còn với nước Áo đây thì tìm việc khó quá, nước sống thì thoải mái nhưng mà việc làm khó quá, cực quá. Chỉ cho mấy người đàn bà đó, giống như chị ở rảnh lúc này chị lên mạng chị coi, là tại chị rảnh chị không có việc gì chị làm hết chị không có việc là chị làm chị rảnh. Nói chung thôi nói gì nhiêu là để cho em đi ngủ chứ thôi tối Dạ, rồi thì bữa khác chị dẫn chị lên nên tâm sự tiếp. tên thời chiến à. Không chị không có gì chị nói chính trị Việt Nam chị không biết, kêu hỏi chị chính trị Việt Pháp đi chị trả lời cho em nghe cái gì mà chính Dạ, trị thì khi kinh có doanh gì về chị Pháp. comment ở dưới. Comment ở dưới thì thấy được thì mời chị lên. Nhiều Tại vì khi kinh mỗi ngày thì nó sẽ có một cái chủ đề nào đó nói thì tới ngày đó mới biết được chứ. chủ Còn đề bây giờ thì không có. ai mà nói chủ đề lên mà chính trị hoặc kinh doanh của Pháp là chị trả lời hết. Cái đó là chị không thua ai hết, chị đàn bà nhưng mà chị không thua, ra đàn ông chị không thua, tại vì kiểu như là chị sống kiểu như là sống với người Tây nhiều rồi đó, mình theo dõi cái đó là bắt buộc mình phải theo dõi, tại vì phải sống ở đâu là mình phải theo cái đó mới được. Nói chung là gì đó, còn nhiêu là thôi đủ rồi. Mọi người chào mọi người, cảm ơn mọi người, Thôi. chị cảm ơn em rất là nhiều cho chị lên chị Dạ nói rồi, mấy câu thôi rồi. dạ rồi, em chào Chào chị, em ha, bye chúc em bye ngủ chị. ngon ha. Rồi, chào chị, chào. Chị này là mấy bữa nay chị nói là sao nói về Mỹ không à, không chịu nói về châu Âu. Rồi anh sơn tây á thì anh tìm hiểu cái vụ 8.000 người Việt đi nha. Sao không nói về Việt Nam? Việt Nam thì ngày nào cũng nói mà. Nói thì ai mà không nói được, quan trọng có làm được không? Câu này cũng đúng. Chào Mai Phương Nguyên. Chị ở Cà Mau mà, chị ở Cà Mau thì chị ở miền Tây đúng rồi. Miền Nam mà, nghe giọng là rất là gần gũi. Uống bia đi anh, bia ăn khỉ khuya rồi, bia gì? Rồi đi ngủ được chưa? Hả? Đi ngủ được chưa? Lần đầu xem em này. Lần đầu xem em thì sẽ có lần hai đó. Ghiền đó nha, không có giỡn đâu. Mấy cái thằng ba đường thẳng song song nó làm xấu hổ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bữa nay mặt trắng thế, chắc camera nó nịnh. Báo Tuổi Trẻ báo Tuổi Trẻ có bài viết về cụ đại sứ hả? Gửi cho em coi với anh Bình Thạnh, em chưa biết tin đó nha. Chút nhắn tin gửi cho em coi với nghe. Chào Kim Yến. Còn nhiều ông nói trái chiều kìa anh, nói comment chứ có lên đâu.
Ngủ đi cháu ơi. Dạ. Coi anh Duy nghiện thiệt đó, thiệt chứ còn gì nữa. Coi là ghiền đó. Giỡn đâu. Nói sao? Tách làm sao? Trời đất ơi. Anh nói thiệt với mọi người, nếu đi Pháp thà ở Việt Nam sướng hơn. Tại sao anh? Tại sao đi Pháp ở Việt Nam sướng hơn? Chứ em thấy biểu tình bên Pháp cũng đông lắm đó anh. Cũng nguy hiểm ra vãi chứ đừng không giỡn đâu. Em thì em biết cái đó nha, bữa nào em biết anh chia sẻ tại sao đi Pháp mà sướng hơn ở bên Việt Nam nha. Em này sinh năm bao nhiêu? Em tuổi con rùa. Sơn Tây ở Pháp rồi hả? Thì tại sao mà đi đi Pháp mà thuế 52% khủng khiếp. Ừ, hóa thế thôi tao nản luôn. Anh mà đóng thuế cái đó thôi tao khỏi làm luôn thiệt. Cho chính phủ nuôi mẹ nó cho đầu đi làm chi thuế ác đảng. Tự nhiên nghĩ ra mình cầm 100 ngàn, mình đóng hết bà 52 ngàn, mình cầm 48 ngàn. Cam tâm không? Chị tôi con mũi hả? Mũi tôi con tụi mũi tôi gì trời? Bạn đang đâu, ở đâu vậy? Mình đang ở nhà của mình bạn ơi. Hâm mộ anh, phải tìm bằng được Facebook anh đấy. Mà ghê vậy. Hâm mộ tìm Facebook anh luôn hả? Nhớ nhanh Sơn Tây. Bữa nào lên trình bày tại sao ở bên Pháp lại thả bên Pháp thì bên Việt Nam sướng hơn nha. Anh nhớ đó, anh nói đó nha. Em nghe em không hiểu. Thế khủng thật. À, nhà mình ở Sài Gòn bạn, thuế 52% ở Việt Nam này cao nhất hình như là 25, mà ít ai đóng tới ngưỡng 25, hầu như là làm dưới 15 triệu là khỏi đóng thuế. Lương á, lương 15 triệu là khỏi đóng thuế, mặc dù 9 triệu là căn bản, nó khai hai người phụ thuộc ra một cái nữa là nó hết đóng luôn. À bạn ngẫm coi Duy nó có đúng không. Chị thấy nhiều đứa comment mất dạy, tại vì á những đứa comment mất dạy á là chị thấy, nhưng mà những cái đứa comment mất dạy là em không có thấy. Em đã dùng cái tính năng là những cái chữ đó nó không hiện lên. Thí dụ như những cái chữ mà em cấm á là nó không có hiện lên cho em thấy. Nhưng mà có thể là chị thấy nên chị thấy nó comment thôi chứ em thấy nó lần nào hết đó. Châu Âu thuế cao hơn cả Mỹ, đúng rồi. Mỹ thuế thấp hơn châu Âu á. Mấy ai lên ai liếc gì đóng thế cũng ghê lắm. Lời thông minh. Coi live stream viết ghiền á. 15 triệu hai con nhỏ. Đâu cần hai con nhỏ đâu, cần hai ông bà già cũng được nữa. Giờ ông bà già thất nghiệp, ông bà già lớn tuổi rồi, mình phải nuôi. Syria sao rồi anh? Vẫn bình thường, chưa có tiếng bom em. Mai thì lại một Mác Lênin, anh khai sáng cho em với. Em thi lại Mác Lênin mà em coi em trễ quá, sao khai sáng được. Phải coi sớm sớm. Thế kiểu đó hết muốn đi làm đúng chứ còn nữa. Gặp anh là thế cái đó thôi, anh ở nhà anh thất nghiệp luôn cho rồi. Khỏi có đi làm. Hoặc cầm tiền đi chỗ khác đi làm. Thế cao bỏ xừ. Cái gì mà call me. Khuya lắc khuya lơ rồi call me nói gì đây. Anh ở đâu vậy? Anh ở nhà của anh em. Tính cả bố mẹ vợ luôn nha. Ủa tính cả bố mẹ vợ được rồi hả? Vậy chắc 50 triệu khỏi đóng luôn. Dụ như con nhỏ, con vợ ở nhà nó bán tạp hóa, khai ra con vợ thất nghiệp, hai đứa con thất nghiệp, hai cha mẹ nuôi thất nghiệp,
rồi hai cha mẹ vợ thất nghiệp nhiêu người rồi, 7 người hả? Vậy cho người 4 triệu đi, 74 nhiêu, 74 28, 28 cộng 9 là nhiêu? 28 cộng 9 hả? 37 phải không? Nó làm 37 triệu khỏi đóng thuế luôn. Pháp phần trăm thất nghiệp rất cao, bác sĩ không mua nổi mẹt S400 như Duy, vậy có nên đi Pháp không? Chưa đủ anh, phải nhiều nhiều vô nữa. Ủa, bác sĩ không đủ, kỹ sư đủ thì sao? Này chủ đề này cũng hay, em thấy chủ đề này cũng hay, bữa nào lên nói sâu sâu đi em. Anh nói về Pháp đi, em phản biện, em hỏi. Em hỏi cái tại sao Pháp không bằng Việt Nam. Em chỉ ra những cái xấu của Việt Nam. À, hi hi, dạ xin hỏi nhà nó đâu vậy? Nhà nó ở Sài Gòn em. Thằng Dũng Phi Hổ bị 7 năm tù, 5 năm quản thúc. Theo Duy như thế có quá nhẹ không biết nữa. Tại thứ nhất á là cái vụ án đó là như là nghe nói là Dũng Phi Hổ nó thành khẩn, nó nhận tội, nó không chối tội đúng không, thì chắc thành khẩn được khoan hồng á, mà nhưng mà vụ đó không hay. Nghe nói, nghe đồn cu đó con bồ đẹp lắm phải không, mới nghe đồn nha. Mình già rồi mình coi gì cũng ghiền đây. À gì đây, mấy trăm năm nữa Việt Nam mới bằng Pháp. Thôi kệ bà, không quan tâm em ơi. Bên đó mấy giờ rồi anh? Để con coi đồng hồ cái mấy giờ rồi. Chắc phải hai mấy. 2 giờ rưỡi rồi. 2 giờ rưỡi rồi. Việt Nam thuế thấp mà nhiều đứa còn nói này nói nọ. Thiệt Việt Nam thuế thấp lắm. Thuế Việt Nam cao lắm hả Duy? Thuế Việt Nam thấp tè hà, cao gì, đâu có đóng đâu. Thuế Việt Nam thấp lắm. Bữa nào anh Sơn lên nói về đời sống châu Âu, xấu quắc chứ đẹp gì anh. Ủa sao nghe tụi nó đẹp lắm mà. Nó đưa hình nữa em. Cho cái vú bự như nè, bành ra như này ha, eo nhỏ xíu, mặt tóc dài, mặc bikini này nọ. Tụi nó nói em vậy đó. Công bố anh Duy ở Việt Nam nghe, thuế thấp sao nhập khẩu xe 300% thuế anh, 300% thuế là bả chó em ơi. Anh khẳng định với em không có 300% thuế. Mấy thằng mà nó giết thuế xe hơi 300% là mấy thằng ngu, mấy thằng không có biết gì về thuế xe hơi hết. Anh khẳng định với em luôn nha. Chứ anh nói thuế ở đâu mà cao vậy anh? Thuế bên châu Âu em, thuế bên Pháp. Con nhỏ đó xấu bị đánh hoài. Ủa vậy nữa hả? Thiệt không? Đâu em nói xạo, em gửi chứng cứ cho anh coi đi. Em gửi chứng cứ, thứ nhất nhỏ đó xấu, và thứ hai là con nhỏ đó bị đánh. Anh nghe con nhỏ đó làm 1 tháng 100 triệu mà. Thế thu nhập cá nhân mình cao nhất cũng 45 đấy. Ủa luật mới hả? Nếu mà 45 mà chắc luật mới rồi. Chứ mà thế thu nhập cá nhân Duy đọc luật cách đây mấy tháng là 25 mà. 25 30 gì á, nếu mà 45 chắc luật mới rồi. Nay em đưa, nhỏ đẹp làm 100 triệu ở đâu mà, Sài Gòn mà. Hình như có đạo nữa. Nãy nhìn ai biết đâu kia nó gửi hình thèm, nhìn thèm chảy ke luôn. Giờ lên nghe tụi em nói xấu. Mà nói chứ 7 năm tù hả? 7 năm tù là ra tù năm nhiêu ta? 2018, 2025. Sáng mai em gửi nó với Dũng Phi Hổ bị đánh chảy máu đầu. Trời đất ơi, anh còn thấy hình trong khách sạn luôn chứ. Rồi em cứ gửi nha, em cứ gửi cho anh coi nhé. Thuế nông nghiệp nhà nước cũng miễn giảm, đúng rồi. Thuế thu nhập cá nhân Duy Nguyễn còn không đến 45. Thuế thu nhập cá nhân còn có 20 à. Việt Nam làm 45 làm gì anh? Nói thiệt cái làm 45 mắc của em làm đâu. Làm 20 là đủ rồi. Tự nhiên cái mình làm cả năm trời mình lời được 1 tỷ.
Mình đóng 45% là mình cầm còn 550 triệu hả? Thế mắc có ai chịu, thế mắc ở bên Mỹ nè. Anh có bà con ruột bên Pháp. Chỉ biết bắt đầu và nói Pháp không bằng một gốc. Rồi, bữa nào kể nghe nha anh. Anh Duy nói chuyện nhìn anh rất có duyên nhỉ? Ừ, anh có duyên mà, anh biết anh đẹp trai mà. Khỏi em quá khen hoài mặt đỏ hết. Làm gì thế, thu nhập 45% cái tin mà nói lạ lắm luôn á. Đó, chúc anh Duy ngủ ngon nha. Ừ anh Duy ngủ ngon. Thôi ngủ bạn ơi, khuya ha, bye bye. Ai thương yêu nhắn tin gửi hình coi nhé. Khoái coi hình đó mấy bạn.